một chiếc máy bay đang cố cất cánh thì bị cảnh sát bắn hỏng động cơ nếu không có gì thay đổi tất cả mọi người trên đây sẽ chết hết người ta nói rằng trước ngưỡng cửa tử thì tất cả cuộc đời sẽ lướt qua trước mắt nhưng mà đối với anh chàng franklin anh chỉ nhớ rằng video này được mang đến cho bạn bởi con tên lười và tôi còn quại video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc học tập rửa bát được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần đính chính các bạn hãy vui lòng comment ở bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất hãy xem phim và tự cảm nhận quay ngược thời gian một chút franklin người đàn ông đang muộn giờ làm này là chủ nhân của một cái trang blog chuyên đăng các bài viết liên quan tới sức khỏe anh đã nhận một công việc soát vé tại sân vận động mà anton Burel bậc thầy về công nghệ và sức khỏe sắp tung ra chiếc trai ben đời mới cốt là vì không đủ tiền để mua đồ nhưng lại muốn tham dự buổi thuyết trình vậy nên franklin cũng không chú tâm lắm vào công việc chả biết cách quét trai ben. làm ăn để ý vào thằng đầu đất hãm lờ không phải một chất hóa học đâu con nớt franklin không nói thế vài pha xử lý hơi lờ mau giúp franklin làm quen được với cô đồng nghiệp zala người không sẵn sàng ngủ với con lợn một tạ rưỡi để giữ việc franklin rủ hôm nào đó đi ăn tối cơ mà zala lại đòi tối nay luôn thậm chí còn không cho anh số liên lạc mà chỉ cài cho anh cái báo thức chuyện đó tính sau giờ Franklin phải đi gặp anh bạn hacker lỏ trong nhà vệ sinh Chìa khóa giúp anh tham dự buổi thuyết trình Cậu làm cái quái gì mà lâu ấy Xin lỗi, có lẽ tôi vừa gặp vợ tương lai Ôi bạn ơi, có ba cảm xúc có thể giết chết một người đàn ông Đấy là lòng tham, tình yêu và thù hận Bro, cậu xem truyền hình Vĩnh Long nè Hacker lỏ đây đã chuẩn bị cho Franklin một chiếc vòng tay nhân viên có thể ra vào mọi cánh cửa Đeo chiếc vòng Franklin tới chỗ của hai nhân viên an ninh Bố này cũng không biết quét làm Franklin tí đái ra máu May là cuối cùng vẫn qua được Anh tiến tới chỗ sân khấu thì lúc này Anton mới đi xe đến đã có trốn, nhưng Anton lập tức phát hiện ra Franklin, đã biết chiếc trai band không phải của anh nhưng mà tới giờ diễn rồi nên mặc kệ lao lên sân khấu giải thích sơ qua về tri ben là một thiết bị theo dõi sinh lý giải mã adn của từng cá nhân và vạch ra kế hoạch sức khỏe cho riêng họ Rồi nó sẽ nhắc người sử dụng phải làm gì ăn gì lúc nào xem The reviewer đăng video mới với sản phẩm tri -Band 5 pro max lời nhắc sẽ không còn là lời nhắc kế hoạch sức khỏe sẽ được in vào hệ thần kinh những bài tập sẽ chỉ còn là hoạt động thường nhật từ đó giúp mọi người có thể tận hưởng cuộc sống như bình thường mà không phải lo về vấn đề healthy and lần. cùng lúc đó bên ngoài một nhân viên an ninh dùng súng điện tấn công người còn lại sau đó lao lên sân khấu với khẩu súng thật tuyên bố mọi người đang bị thao túng anton suýt bị bắn nhưng franklin kịp lao ra xô ngã tên cầm súng hắn bị giải đi trong khi đó anton cảm ơn và chấp nhận lời mời phỏng vấn của franklin nhưng trước tiên phải xử lý cái tay dính máu kia đã anton về trước franklin phải ở lại tường trình và được băng bó cái chai ben của hacker lỏ cũng bị tịch thu bỗng franklin nhìn thấy dưới sàn có một chiếc nhẫn chạm thử vào bề mặt thì dường như thời gian đã quay ngược lại một chút phát hiện ra thứ công nghệ có thể phá vỡ quy luật vật lý hay thay đổi cách mà vũ trụ vận hành này thì cũng hay phết Cơ mà đi ăn tối với gái thì cũng khá quan trọng Tới quán ăn mà Zala hẹn gặp Đã 20 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người đâu Franklin lôi cái nhẫn ra nghịch Bấm giờ xem chiếc nhẫn giúp quay lại được bao nhiêu Franklin kết luận là nó có thể quay lại được 57 giây trước Và sau khi quay ngược thì phải chờ 57 giây để sử dụng tiếp Và rồi Zala cũng đến Cô đã thấy Franklin trên bản tin Giờ anh đã là người hùng Zala rủ anh rời khỏi quán vì đồ ăn chá ngon cô hẹn ở đây chỉ vì sợ buổi hẹn đầu tiên với trai lạ nhưng mà giờ franklin hỏng một tay rồi nên khỏi lo franklin đồng ý rồi cùng zala ra ngoài đi dạo qua tán gẫu franklin biết được zala rất thích vẽ tranh anh cũng chia sẻ về công việc blogger của mình mãi mới được ăn tối thực đơn ngày hôm nay lại là cháo lưỡi dẫn nhau về căn hộ của franklin đang đẩy nhau vào phòng ngủ Zala bỗng nhìn thấy trong tủ của túi sách của nữ Thế là cô tụt hứng Franklin sử dụng chiếc nhẫn quay ngược thời gian Đóng tủ lại trước khi Zala kịp nhìn thấy Cơ mà lần này cô đã thấy bức ảnh một người phụ nữ Lại sờ nhẫn Franklin hạ tấm ảnh xuống Zala tiết lộ sở thích là được mút ngón chân What? Em là A-Train à? Còn anh thì là Homelander của em hi hi. Yo what the fuck Franklin quay ngược thêm phát nữa, Mút trần trước lấy lợi thế. Trải qua một đêm đầy phê pha, sáng hôm sau Franklin thấy chiếc xe đỗ trái phép của mình bị cẩu đi mất. Cố quay ngược vài lần nhưng cũng không thay đổi được gì. Đang lo nghĩ cách chuộc lại con xe thì Franklin thấy quảng cáo nhà cái đến từ châu Âu trên TV. Anh lập tức bắt taxi tới một sòng bạc tham gia vào trò roulette. Với khả năng quay ngược thời gian thì Franklin cược ô nào chúng mua đấy. Tất nhiên là cũng phải diễn diễn một tí trông cho nó legit. Franklin cầm tiền vui mừng rời đi, không để ý mình đang bị theo dõi. Sau khi sắm một con xe mới cùng vài thứ khác, anh trở lại sòng bạc tiền vẫn thắng đậm nhưng lần này franklin bị nhân viên an ninh cho ăn đấm ngay tại bãi đỗ xe quay ngược thời gian anh ném tiền ra làm náo loạn đám đông tưởng là cắt đuôi được rồi nhưng bước ra ngoài thì vẫn bị cho ăn đấm vào mồm may mà có một anh chọc đen ra mặt giúp anh dẫn nhau đi làm một chầu bia anh chọc hỏi manh khóe của Franklin Cơ mà anh chỉ bảo là mình may mắn Anh chọc cũng mặc kệ Mục đích chính của anh là rủ Franklin tới gặp ông chủ Sig Thorenson Chủ nhân của một công ty dược phẩm với loại thuốc giảm đau nổi tiếng jonastin Lão đang muốn Franklin viết vài bài báo tốt về công ty Franklin bật chế độ người sói Nhưng cũng nhận lấy tấm danh thiếp rồi mới rời đi Nay anh lại rủ Zala về căn hộ của mình Nơi mọi vật dụng đều được lên đời điện thoại hết pin zala lấy laptop của franklin thì thấy trên hình nền là một cô gái hỏi ra thì biết đó là cô em gái sinh đôi với franklin không muốn giấu giếm gì nên franklin cũng kể luôn sau một vụ tai nạn xe hơi em gái franklin đã được kê cho liều thuốc giảm đau jonastin vấn đề là thứ thuốc đó gây nghiện franklin đã dùng hết nguồn tài chính giúp cô cai thuốc nhưng không thể và cô đã ra đi mất đó là lý do anh viết các bài blog phản đối việc sử dụng thuốc giảm đau đồng thời cố hạ bệ công ty của xích hiểu được những gì franklin đang cố làm zala rất ủng hộ franklin tranh thủ tặng cho cô bộ bút màu đắt tiền để nói tình cảm của mình đang dẫn nhau xuống nhà ngắm con xe mới thì Anton gọi tới báo anh chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn trợ lý của lão người trông cứ như Alan Walker kết hợp với một cái chip Snapdragon 865 đã có mặt sẵn để đưa anh tới chỗ của Anton đầu tiên ông ta bảo muốn tặng cho anh và người yêu một món quà đó là hai chiếc trai Ben anton cũng đã điều tra sơ về franklin tốt nghiệp mit từng tự mở một công ty sinh học cùng em gái tới với màn phỏng vấn câu hỏi đầu tiên franklin đặt ra là công nghệ mà anton đang phát triển liệu có thể thay thế được các loại thuốc anton thì trả lời là nó khả thi tuy nhiên các trường hợp tai nạn chấn thương nặng thì sao anton dẫn franklin ra chỗ khác cho thoáng tiết lộ rằng mình đang phát triển một thứ có thể loại bỏ các tai nạn và tuyên bố tri Ben là chỉ dành cho người nhà quê Anton yêu cầu đoạn này Franklin không viết vào báo cáo Lão đã tìm ra một thứ được gọi là đá quý lượng tử Báo chí công bố nó mới được phát hiện gần đây Nhưng Anton đã nghiên cứu nó được từ vài chục năm trước Hiện nó đã có thể giúp loại bỏ tai nạn Tuy nhiên cần thực hiện thủ công Anton đang tìm cách tích hợp nó với trí tuệ nhân tạo Lúc đó tai nạn sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cuộc sống của con người Kết thúc màn phỏng vấn Anton bỗng nhắc Franklin Đừng có để quyền lực và đồng tiền làm mờ mắt Lão biết trái tim anh đang cháy lên một khát khao đấu tranh cho công lý Và nó không nên bị cản lại bởi nỗi sợ trong tâm trí franklin về nhà hỏi thử ý kiến ra là, có lẽ anh nên nhận lời mời tới gặp xích đây là cơ hội để làm gì đó hôm sau franklin lái xe tới nhà xích cô trợ lý của lão cũng có mặt vào thẳng vấn đề gần đây có nhiều bài báo tranh cãi về jonastin vậy nên hắn muốn franklin viết vài bài báo để lấy tiếng tốt cho công ty giả vờ rằng hắn chưa hề biết tới tính gây nghiện trong thuốc franklin chửi thẳng vào mặt xích vì những gì mà công ty hắn đã gây ra cho em gái anh đấm cho hắn một phát rồi quay ngược thời gian tỏ vẻ thảo mai và nói ra đúng những gì mà xích muốn anh nói ngay sau đó cô trợ lý đề cập tới sự may mắn của anh franklin nhận mình có khả năng nhìn thấu tương lai gần xích đòi thử ngay nếu anh chứng minh được mình thấy tương lai Six sẽ trả cho anh 100.000 đô với mỗi bài báo Còn nếu Franklin Samlin thì anh chọc đen kia sẽ bị đuổi việc do đã bị qua mặt Còn anh thì nợ ông ta 5 bài báo với giá 500 đô Luật của trò này là đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sau khi xích quýt sáo Franklin đoán bừa con chó nhà ông sẽ chạy tới Nhưng thay vào đó một người phụ nữ từ bể bơi bước tới Âu yếm xích quay ngược thời gian Lần này Frank đoán đúng Thậm chí còn biết trên đường đi cô gái kia sẽ vấp cỏ Điều đó khiến xích phải thốt lên Áo thật đấy nhưng hắn càng thêm nghi ngờ Anton đứng sau trò ảo thuật này. Tối đó Franklin về nhà kể cho Zala những gì mà mình đã làm và cầu hôn cô luôn. Zala đồng ý. Hôm sau Franklin tới thảo luận lại với Six. Thay vì mấy cái bài viết part-time, chỉ cần lão cho anh vào biên chế. Với khoảng thời gian 6 tháng, Franklin hứa sẽ tạo ra một sự kiện giúp thay đổi hoàn toàn cái nhìn của những người chống đối Jonathan Six đồng ý. Franklin được dẫn lên phòng làm việc. Ở trong Six chuẩn bị sẵn một món quà nhưng Franklin từ chối việc biếu kêu giờ hành chính. Căn phòng đã được gắn camera theo dõi. Six nghi ngờ khả năng của Franklin có liên quan Tới cái chai Ben Nên đã lập kế hoạch kiểm tra Sau khi chuyển tới nhà mới Frank và Zala nhận được lời mời lên phi cơ riêng của Six Mọi người sắp đến chơi tại một khách sạn casino ở Miami Chủ nhân nơi đó cũng không ưa gì Anton Nên Six đề nghị hai người bỏ cái chai Ben ra Tới nơi tất nhiên Franklin vẫn thắng đậm Và dù có bao con mắt theo dõi Thì cũng không ai biết là anh đã dở trò gì Ở bên kia ả trợ lý cố khai thác thông tin từ Zala Nhưng cũng no hốp. Zala cũng chỉ tin đó là may mắn Vừa nói xong thì Franklin xuất hiện chỉ còn một sẻ Trị giá 100.000 đô cũng vui Zala rủ Franklin ra nhảy Giữa chừng Franklin bỗng nhìn thấy Alan Walker Snapdragon 865 Nên cất vội chiếc nhẫn vào túi áo Nhảy xong trở về bàn tán gẫu với xích Một thanh niên cầm súng đi tới bắn cả xích À trợ lý và anh chọc đen Chí thế là ngon Nhưng hắn bắn luôn cả Zala khiến Franklin phải quay ngược thời gian Lấy chai rượu phang vào đầu tên kia trước khi hắn kịp nổ súng Franklin lại lên báo với tư cách siêu anh hùng Nhưng mà có điều Franklin còn quan tâm hơn Kẻ cầm súng kia là chồng của một nhân viên từng làm cho công ty của Six cô được tìm thấy là đã hít xa đơn bằng cổ ở trong văn phòng hôm sau franklin tới hỏi cô trợ lý hồ sơ của cựu nhân viên đó có thể sẽ có vài thông tin hữu ích nhằm tẩy trắng cho công ty điều này khiến xích hơi nghi ngờ chiều hôm đó hắn rủ franklin đi theo để cảm ơn tới một quán rượu xích tặng cho franklin con siêu xe sau đó dẫn anh lên phòng đẩy anh vào chỗ mấy con phò trong khi lão ghi hình bị chuốc thuốc nên là khỏi phản kháng tỉnh dậy franklin chửi vào mặt tên chủ quán rồi phóng xe về nhà anh đã bỏ lỡ buổi triển lãm tranh của cha La. nhưng anton thì không bỏ lỡ và thậm chí đã mua toàn bộ tranh của cô tranh của bạn gái anh đều là kiệt tác văn gốc mà còn sống thì hẳn là mời cô ấy tới gaming house của lão rồi trước khi đi ông ta còn nói ra mấy thứ mà franklin chỉ nói cho xích điều đó khiến cho franklin nghi ngờ bản thân đã bị cái chai ben theo dõi tạm bỏ qua chuyện đó vì Zala đang rất giận buổi triển lãm đầu tiên của cô mà franklin bỏ đi chơi với xích là còn trở về cùng mùi bia cũ và gái gọi gọi rẻ tiền Zala cho rằng Franklin đã bị đồng tiền làm mù mắt cãi nhau các thứ Hai người xô nhau ngã xuống bể bơi Sau đó cùng chạm vào chiếc nhẫn khiến thời gian quay ngược Zala hoảng hốt Franklin cũng bất ngờ vì chức năng này khá mới Sau khi được Franklin giải thích Zala cuối cùng đã biết may mắn của Franklin chui từ đâu ra Kể cả tình cảm của hai người cũng vậy Đây không phải tình cảm thực sự Anh đã đọc não em Nhưng mà anh đã mút chân em à ai biết được trong dòng thời gian khác anh bảo tôi mút cái gì gia la chửi franklin là đồ dối trá xong bỏ đi sau một đêm suy nghĩ hôm sau franklin tới văn phòng làm việc như bình thường gần ta làm anh chạy sang phòng ả trợ lý giơ súng ra đòi cô ta ra mật khẩu kết sắt cô ta hét lớn gọi anh chọc quay ngược thời gian lần này franklin rút súng vô tình cho ả đang xuất luôn làm lại franklin chĩa súng vào đầu bịt mồm bắt cô ta viết mật khẩu kết bảy hai một ba một quay lại nhập vào đéo được quái lạ lần này franklin bắn vào đùi một phát cảnh cáo rồi mới bắt ả nói ra mật mã năm ba năm bảy tám năm ba năm bảy tám mật khẩu lần này đã đúng franklin quay ngược thời gian thêm một phát đợi ả trợ lý rời đi anh lén vào văn phòng của cô ta và mở két bên trong là một bộ siêu tập các cảnh nóng mà xích dùng để đe dọa nhân viên của mình không nhắc tới tác hại của jonastin nhiều đây là quá đủ để kết tội xích franklin muốn anh bạn hacker cờ lỏ chiếu những đoạn video này lên màn hình lớn của trận bóng rổ sắp tới hacker hơi lo vì sẽ mất việc nhưng franklin đã chuyển cho anh một khoản tiền khổng lồ nên là triển thôi tối đó franklin viết lên một bài trên blog của mình giải thích lý do gần đây không đăng bài và cho các độc giả biết vì sao cần theo dõi trận đấu sắp tới ngày hôm sau franklin soạn đồ để cút khỏi thành phố anh cũng để lại tin nhắn thoại cho zala nhằm nhận lỗi và trình bày những gì mình đã làm đúng như kế hoạch màn hình lớn chiếu ra những bằng chứng buộc tội xích trước trận đấu anh bạn hacker lỏ chặn cửa phòng máy để không ai can thiệp mỗi tội franklin hơi đần chạy trả chạy sư đi còn phải ở lại check thế là người của xích tới kịp và cho anh một gậy bất tỉnh tỉnh giấc tại sân bay xích muốn franklin nhận tất cả bằng chứng là do mình photoshop để ép buộc anh xích đã bắt cả zala franklin bảo cô cứ sử dụng chiếc nhẫn mà tìm cơ hội tẩu thoát zala chạy thoát thành công cảnh sát lúc này đã đến nhưng xích cũng bỏ qua mà vội leo lên máy bay và thế là chúng ta có phân cảnh đầu phim chiếc máy bay bị bắn hỏng động cơ anh chọc bảo nên hạ cánh nhưng xích đòi ít nhất phải vượt qua biên giới đã trong lúc đó franklin lại lôi nhẫn ra nghịch xích vô tình chạm vào và thế là hắn hiểu ra tất cả hắn đấm franklin rồi giật lấy chiếc nhẫn từ tay anh cơ mà đã quá muộn dù có quay lại bao nhiêu lần thì vẫn là sau khi động cơ máy bay đã hỏng một phần nào đó trong franklin chấp nhận chuyện này anh vừa sợ nhưng cũng đồng thời nở một nụ cười trước khi chiếc phi cơ lao xuống đất bất ngờ là mọi người đều sống sót chỉ trừ xích không ra kịp trước khi máy bay phát nổ anton có mặt giờ mới lộ ra là lão biết anh có chiếc nhẫn nó được kết nối với alan walker snapdragon 865 nên lần nào anh sử dụng lão cũng đều biết hết tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão nhằm tìm ra người không bị quyền lực cám dỗ để trở thành trợ lý tuy nhiên franklin từ chối sở hữu một thứ có thể ảnh hưởng tới số phận của người khác là không thể chấp nhận tại đa vũ trụ nào đó có thể Zala đã ở trên chiếc máy bay và đã chết nhận ra chiếc nhẫn quá nguy hiểm franklin phá hủy chiếc nhẫn điều này làm alan walker phải cài lại win hay cái gì đấy. Cơ mà bất ngờ Anton vẫn muốn rủ Franklin về làm. Vì lão không cần những người tuân theo với mọi quyết định của lão. Lão cần ai đó có thể nói không. Vậy cậu sẽ trở thành trợ lý của tôi chứ? Không! Và tôi còn quại Xin chào và hẹn gặp lại